có nhiều người thích thấy rất nhiều. Đấy, ghi vào đâu đấy? Giả sử anh ghi vào đây tốt thì anh ghi vào đây. Thích 87 hoạt động ở 20 mê thì chọn cái này nhé, xong chọn ở đây là 2 speed về 20 mê này, lớn hơn 4 mê thì chọn 2 speed này. Đấy, xong ok. Đấy, chỉ chọn những thế thôi thì nó ra cái này, nó ra cái này thì mình viết ví dụ mình dùng con B để hạn nhé, rồi B không hai một, ví dụ mình A cốt B không x không không nhìn thấy không không như này là được. Xong vậy bước bước lập trình của mình xong nhé. Bây giờ sang bước mô phỏng này. Thì chạy cái số tên tất cả cái phần này cạnh này. Cái đấy nó chạy nó có chuyển sang file hack luôn không anh? Thế Hương này em đang thông tin. Vâng. Cái gì ạ? Vâng. Em chưa biết chính xác cụ thể là thời gian nào nên em chưa báo. Thế thì có khi cứ chiều đi. Bởi vì nếu như còn vấn đề gì thì tối mình còn có một buổi dự phòng nữa. Vâng. Vâng, ok. Chiều chắc là khoảng tầm 2:30. Vâng. Vâng, ok. Vâng, vâng rồi. Sinh viên của em thì có 1, còn sinh viên bên kia thì có 10. Vâng. Vâng. Vâng rồi. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Mai 2:30 ở đây có thuyết trình về cái công nghệ mới hay lắm ấy. Chứ đồ nhưng mai lại phải về cái học chiều mai á? Vâng. Ôi thế à? Tiếc quá. Thế nào nó cứ nhảy vào chỗ này. Đó, thích chỗ trái này. Em nãy chọn 20 đúng không? Ghi lại đây. Thiếu một con đội trò.
kéo xong rồi.